trách nhiệm hữu hạn Trung Thấm Huỳnh Tuấn Kiên Giang hân hạnh kính chào quý khách. Bạn đang có nhu cầu sơn nhà, bạn cần chống giọt, chống thấm, bạn là nhà thầu sơn, bạn là chủ đầu tư, bạn đang làm dự án hay bạn là đại lý, bạn đang phân vân không biết chọn loại sơn và chống thấm nào hiệu quả, đẹp, bền màu mà giá cả cạnh tranh, hãy đến với Huỳnh Tuấn Kiên Giang, chúng tôi sẽ giúp bạn một giải pháp nhân đôi giá trị. Với sứ mệnh tạo ra không gian đa sắc màu và mang sự hoàn hảo đến cho mọi công trình, chúng tôi chuyên phân phối các dòng sơn nội thất, sơn ngoại thất, sơn bà, sơn lót kháng kiềm, các sản phẩm chống thấm thương hiệu Neomax trên toàn tỉnh Kiên Giang. Neomax nổi tiếng là dòng sơn cao cấp được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, được nghiên cứu phù hợp với khí hậu của Việt Nam bởi những tính năng vượt trội chống thấm, chống nóng, chống nước tách, bền màu và đẹp mãi theo thời gian mà giá cả rất cạnh tranh. Nhận tư vấn và hợp đồng thi công sơn nội ngoại thất chống thấm cho tất cả các công trình tại Kiên Giang. Từng bước một, quá trình xây dựng thương hiệu được tập trung chú trọng ở khâu dịch vụ sau bán hàng nhằm xây dựng lòng tin với khách hàng ngay từ đầu. Và sau nhiều năm phấn đấu, bền bỉ xây dựng uy tín, hiện nay Huỳnh Tuấn Kiên Giang đã trở thành một biểu tượng lớn trong ngành sơn nội ngoại thất tại Kiên Giang và trên toàn quốc. Vì chúng tôi đã làm được một điều, xây dựng một quy trình khép kín liên quan đến sản phẩm của mình, từ khâu bán ra sản phẩm, bảo hành sản phẩm, hỗ trợ, tư vấn dịch vụ, chăm sóc khách hàng. Với định hướng kinh doanh chính hãng, Huỳnh Tuấn Kiên Giang chỉ phục vụ sản phẩm sơn và chống thấm độc quyền từ thương hiệu nổi tiếng Neomax, đảm bảo về chất lượng, khách hàng sẽ nhận được quyền lợi như giá, chất lượng sản phẩm, dịch vụ tốt nhất. Chính định hướng kinh doanh bền vững, chúng tôi đã mang lại cho khách hàng sự tin tưởng và yêu mến trong suốt quá trình phát triển của mình. Với tầm nhìn dài hạn và quan điểm phát triển bền vững, hoạt động dựa trên 5 tiêu chí: đức, tâm, tầm, tín, lực. Những người lãnh đạo Huỳnh Tuấn Kiên Giang luôn tập trung đào tạo, phát triển, chuyên nghiệp hóa kỹ năng tay nghề của đội ngũ nhân viên cũng như các lớp đào tạo chăm sóc khách hàng, cùng với hệ thống nhân sự hùng mạnh, kỹ sư giỏi, kỹ thuật thi công lành nghề, thiết bị máy móc hiện đại. Với tôn chỉ, niềm tin của khách hàng là tài sản lớn nhất của chúng tôi. Toàn năng trong phục vụ, liên tục cung ứng và kịp thời trong mọi tiến độ, Huỳnh Tuấn Kiên Giang liên tục tuyển dụng, tuyển nhân sự, các kênh phân phối, đại lý và cộng tác viên phát triển sơn với những chính sách đặc biệt, hấp dẫn và linh động nhằm tạo mọi điều kiện giúp bạn khởi nghiệp và phát triển làm giàu, luôn chủ động đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của ngành xây dựng Việt. Trong thời kỳ 4.0 hội nhập và phát triển, Huỳnh Tuấn Kiên Giang mong muốn nhận được sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác, sự quan tâm hơn nữa từ các chủ đầu tư để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của quý khách hàng, qua đó tạo nên sức cạnh tranh và hòa nhập với sự phát triển của kinh tế cả nước đang trên đà phát triển. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Thấm Huỳnh Tuấn Kiên Giang. Địa chỉ 1127 Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Hotline 0976 599 510, 0918 614 230. Sơn và Trung Thấm Huỳnh Tuấn Kiên Giang, giải pháp hoàn hảo cho ngành sơn Việt.